xúc với em thì thấy em cũng hơi lầy lầy lạ lạ. Cũng thấy em cũng hơi men men hay sao á. Có lầy không? Lầy là có chút chút thôi chứ không lầy nhưng mà có chừng mực. Chừng mực giỡn giỡn cho vui á. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi em. Dạ, xin chào quý vị ban giám khảo, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Em là Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương. Ở đây chỉ có khán giả, ở đây không có ban giám khảo nha. Ở đây không có thi cử gì hết trơn á. Đây là đây tìm chồng. Quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Làm việc Bình Dương. Thảo làm gì Bình Dương Thảo? Dạ, em hiện là nhân viên xét nghiệm ở Bình Dương ạ. Rồi, em giới thiệu đi em. Em tên là Huỳnh Đức Tình, năm nay 32 tuổi. Em là dược sĩ, em làm đang làm việc ở công ty dược, sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, quê Kiên Giang vậy. Hai bên cái nghề nghiệp cũng có hơi liên quan với nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em cũng hòa đồng vui vẻ. Nhiều người thì tiếp xúc với em thì thấy em cũng hơi lầy lầy lạ lạ. Về khuyết điểm của em thì em cũng hơi nóng. Thứ hai là do em cũng thẳng tính. Em không thích cái gì thì em nói thẳng luôn chứ em không có giấu trong lòng. Cũng tiếng em cũng hơi men men hay sao á. Nói em lầy 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 men men rồi. Lầy là lầy gì, cái gì là lầy? Dạ thì giống như mình khi nào mình hay giỡn thì mình với trong mức độ những người thân thuộc của mình thôi. Tình nghe cô gái giới thiệu thấy sao? Vui á chị. Vui không? Hơi lầy lầy. Cái lầy 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 chút vui ha. Kỳ lạ, ngày xưa ông bà ta mà nghe ai nói con nó lầy lắm, thằng nó lầy lắm là mệt lắm rồi đó. Nhưng bây giờ làm như xu hướng á, lầy lầy chút nó mới vui. Rồi em trai, em có khuyết điểm, ưu điểm gì? Hòa đồng vui vẻ với mọi người. Có lầy không? Lầy là có chút chút thôi chứ không lầy nhưng mà có chừng mực. Chừng mực giỡn giỡn cho vui á. Dạ. Biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm thì em nghĩ là ít nói, trầm tính. Dạ. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Ngoại hình thì cao thì khoảng 1m58 đến 1m65. Bên kia thiếu chút được không? Thiếu phải không em? Không, nhà em được được rồi. Được hả? Được. Tính cách thì lễ phép. Còn ngoại hình thì ba vòng chuẩn rồi. Chuẩn luôn. Chuẩn là sao? Ví dụ như 90-90 nhưng mà ở giữa thì nó đảo ngược là 60. Trời ơi, đi kiếm hoa hậu luôn đi. 90-60-90. Thôi nè. Hơi khó. 94-70% được không? Tụi em ba dòng em nhiêu em? Mé mé vậy mà chắc cũng được. Cũng được luôn á. Cũng được nhưng mà 60 thì cũng có, chắc 90 đảo ngược lại thì cũng được. Tiêu chí em sao em? Cao khoảng 1m7 trở lên. 1m7 có không? Có không? Thiếu chút cũng nữa chút em chút vậy đó. Thiếu chút là thiếu bao nhiêu anh? Chừng tắc à. Trời ơi, một tắc mà kêu chút à. Mang dài vô đơn giản quá mà. Rồi còn gì nữa em gái? Em không thích bạn trai em hút thuốc, gia trưởng. Em muốn bạn trai của em thì có thể xác định lập nghiệp ở thành phố. Tại định hướng của em là sau này sẽ về thành phố. Ảnh thì đang làm thành phố mà. Dạ. Em thích ngoại hình thì bự bự xíu, giống như anh Quỳnh Linh vậy đó, là em thích rồi đó. Có không? Mà những người tròn tròn như Linh là anh này có nữa nha. Vậy là mỏng rồi. Mỏng hơn anh nữa. Rồi em không thích bạn trai thì quá chú trọng về ăn mặc. Nếu mà chú trọng về quá nhiều ăn mặc là bạn gái cảm thấy nó cũng hơi bị áp lực á. Thoải mái thôi. Đây thoải mái lắm. Mình có gì thì mình đừng có nói quá. Giống như nói xạo xạo á. Mình xạo ở mức độ cho phép thôi. Đừng có xạo quá, lố quá. Anh qua coi bạn gái coi. Đó, chuẩn người lý tưởng của em đó. Em gái. Em ghét gì, tính gì nhất của đàn ông? Kiểu bảo thủ. Trai mà nói quá nhiều. Bạn kia nói chắc không nhiều lắm đúng không? Dạ, để em nói được rồi. Chứ trai thì cũng nói nhiều. Tại vì bạn mà nói nhiều, em cũng nói nhiều. Hai người cùng nói ai nghe bây giờ. Sao em trai em có bảo thủ không? Dạ, cái này chắc không có anh. Ảnh có nữa anh á, tức là hơi mỏng chút xíu. Dạ. Vậy nuôi được không? Em thì nấu ăn thì nhiều người không có nói ngon. Nhưng mà thường thì cơm em nấu ai ăn cũng mập hết. Thì không sao. Được, vậy được. Bây giờ nếu được á thì chuyện nào em tính tới chuyện hôn nhân? Khoảng 1 năm đến 1.5 năm ạ. Năm nữa lấy được rồi. Dạ, em chào chị cơ. Không, cái này có nuôi được, gọi là cũng có lúa sẵn rồi không? Bây giờ cái giai đoạn đầu đó là hai bạn còn là ở xa xa nhau đó, thì mình có cái thời gian hẹn hò mà có ngại chạy đường xa chút xíu không? Bình Dương thì nó cũng hơi xa, nhưng mà nếu mà cái động lực đủ lớn thì mình cái đó thì nó không thành vấn đề. Bao lâu đi thăm bạn gái được một lần? Em nghĩ nếu Bình Dương á thì một tuần có thể là khoảng 3 buổi.
Tưởng anh nói một thôi chứ ba là được rồi. Có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái nữa không? Ví dụ như là trang điểm đậm quá hay là nhiều khi hơi nhiều chuyện. Bên đây là nói nhiều thôi. Nói nhiều là khác mà nhiều chuyện là khác nha. Nhiều chuyện là lấy chuyện ta ra nói, còn nói nhiều là nói chuyện mình nó hoài không sao. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình có những gì sẵn sàng, chuẩn bị những gì cho ngày cưới chưa? Về nhà cửa thì chưa, nhưng mà về đám cưới thì em nghĩ là lo ok. Mình cũng phải định hướng vài năm, bao nhiêu lâu đó? Khoảng 2 năm. Đàn ông phải có chí khí, phải có ý chí chứ đừng có chí. Mà tóc này cũng chí không ở nổi đâu. Thôi vậy cũng được. Thế anh bên đó được không chị? Được không hả? Thì đó ốm nữa anh Quyền Linh. Tóc hơi chí sống không nổi. Anh này được. Em nghe người thân em đánh giá gì anh này nha. Em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và chị gái và đồng nghiệp nữa. Tôi là mẹ của Thanh Thảo. Chào chị Quyền Linh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Thư. Chào mọi người trong trường quay. Gia đình con đông anh em không? Dạ, 6 anh em. Giờ con là thật? Con thì Út. Anh em có gia đình hết rồi? Dạ, có gia đình. Dạ, ba mẹ là ở dưới quê, còn con ở trên đây, giờ con đang làm ở đâu? Dạ, ở thành phố. Con làm ở Hồ Chí Minh, thành phố. Dạ, con làm công việc ổn định chưa? Dạ, ổn định con. Dạ, ra trường được mấy năm cũng bằng... Dạ, 2 năm. Giờ có việc làm rồi. Dạ. Mẹ thấy thì cũng có tiêu chuẩn được, tiêu chuẩn không? Thì hai con hay tạo cơ hội để tìm hiểu đi. Dạ, cái nào không vậy ba? Nói chung em Thảo thì đông anh em quá, mà em Thảo là có cái kinh nó không có được chu toàn trong gia đình lắm, mà sợ làm dâu á. Giờ con Út là bé Thảo phải làm dâu đó. Nói chung là cái điểm đó bác e ngại chút thôi. Dạ. Nhưng chắc không có gì kiên giang đâu cô ơi. Ở bên đây đó, chắc khỏi làm dâu nói rồi. Nói chung là bé Thảo là muốn con lập nghiệp trên đây, mà con Út thường thường là bên người nam là hay sống với ba mẹ phải không? Dưỡng ba mẹ. Dạ, con thì định hướng là ở đây lập nghiệp. Con định hướng ở đây. Đón ba mẹ lên chứ dạ, không phải là có thể là đón ba kia. Mẹ lên. Hoặc là có thể đó mình có thể thương xếp nhau bằng bạc lại vậy. Rồi. Ủa cái này là em gái hay là chị gái? Sao thấy giống y chang vậy? Hôm nay đi với em có chị gái sinh đôi của em nữa. Ồ, chị gái sinh đôi hả? Dạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Thì em là chị gái của Thảo. Em quan sát anh ở đây thì em thấy là anh cũng đạt được 60-70% tiêu chuẩn của Thảo. Nhìn người cũng chín chắn và hai người cũng hợp với nhau ạ. Dạ, rồi cảm ơn mình là gái nha. Rồi bên Tình đi với ai? Dạ, em đi với bạn và đồng nghiệp. Em là bạn của Tình. Thì theo em thấy nhận xét thì Thảo rất là dễ thương. Như là chị thấy là hai em hợp nhau. Tình thì rất ít nói. Chị thấy là hai em nên cho nhau cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, hai bạn sẽ gặp mặt để cảm nhận về nhau ha. Dạ. Chúng ta sẽ có 2 phút kéo màn. Mời bạn. Anh có món quà tặng không? Chào ráo, đâu có ốm đâu, chỉ là thua anh Quyền Linh thôi. Không, em thấy anh nuôi mập được. Được không em? Dễ rồi, 6 tháng trước anh bằng nó đó. Bây giờ vậy nè, bạn gái là có món quà đem theo nè. Bây giờ là kéo màn lên thì tặng cho bạn trai món quà đúng không? Dạ. Sống bắt đầu từ gió, giờ bắt từ đầu đó. Cũng không thể hiểu khi nào ta đã yêu nhau. Sống đi giữa dòng sông, sống đùa trên mặt nước. Giống một chung canh chờ sông có đến bên bờ. Từng con sông ngày đêm nhớ mong tiếng gọi bờ. Cả đêm trong lòng còn nhớ. Làm sao tan thành muôn tiếng yêu qua biển rộng. Để đến trăm năm còn vô giữa cuộc đời. Sao cảm nhận tiếng hát và tiếng đàn của bạn gái như thế nào? Em thấy bạn đàn rất hay. Dạ, bạn hát cũng hay. Em hát được không? Hát thì được nhưng mà không được hay lắm. Nãy giờ anh cảm nhận về em sao ạ? Thì cũng vui vẻ, hòa đồng. Anh nhiều khi em hay nóng tính á, thì em có cái việc gì đó em bực quá, xong tự nhiên gây sự với anh. Nhưng mà nhiều khi anh đừng có thấy vậy mà anh buồn em. Em thì em biết tự kiểm điểm mình. Tại nhiều khi em hay mềm lòng lắm. Nhưng với lại khi mà mình thấy nó cái việc mình đã lỡ lời á, em sẽ tự em biết khắc phục, em sẽ xin lỗi.
Anh nghĩ là đối với cái việc đó thì ai cũng đã từng vấp phải, chứ không phải là chỉ riêng em. Sau cái đó buổi đó mình có thể rút ra được bài học gì, và những cái lần sau mình có thể kiềm chế được. Đó là cái điều anh mong muốn. Anh ở quận mấy anh? Anh ở Tân Bình. Tân Bình anh thấy là anh cũng không xa đâu anh. Anh chịu khó anh xíu là mình gặp nhau thường xuyên được. Thường là em rảnh khi nào? Thường là một tháng thì em trực khoảng 5 bữa. Cho nên thường là những thời gian khác em rảnh. Mình chỉ làm ban ngày thôi hay là mình trực có ngày có đêm? Có trực. Ủa mà anh làm bên ngành của anh có trực không ta? Không. Vậy là được rồi. Em thấy ha. Mà tại vì em hay có trực đêm á. Tiêu chuẩn đầu tiên của em á là bạn trai không có làm trong nghề. Tại vì bản thân em là người đi trực đêm. Còn mình có bạn trai mình cũng trực đêm nữa. Rồi hai người không có thời gian cho nhau, ít thời gian cho nhau hơn. Mà cái mối quan hệ nếu mà quá nhiều, ít thời gian cho nhau quá thì nó lâu tiến tới và nhiều khi nó còn thụt lùi nữa. Nếu mà anh không trực đêm thì anh thấy là ok rồi đó. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy là anh vui vẻ đó. Đối với em á, nhìn cái ánh nhìn đầu tiên nó cũng có cái chút gì gọi là thiện cảm á. Với lại em thấy lúc mà em nói chuyện với anh thấy mình nói chuyện cũng hợp mà một cách rất tự nhiên. Cho nên em thấy là có thể tiến tới. Hết thời gian. Rung động hãy bấm nút, không rung động không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi bạn. Nắm chặt tay nhau nào. Cặp này dễ thương, nhìn thấy có duyên với nhau đấy. Nói với bạn gái một câu gì cho bác ấy yên tâm và xin bác ấy hôn em gái một cái. Khi mà mình đã quyết định hẹn hò với nhau thì mình nên nghiêm túc trong vấn đề hẹn hò. Và anh hứa là sẽ cố gắng, nếu mà tiến tới xa hơn thì anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông lý tưởng, lo cho em và gia đình. Dạ. Con xin phép bác, con hứa là hẹn hò với em Thảo thì con sẽ cố gắng chăm lo cũng như là quan tâm đến em nhiều hơn. Dạ bác cho xin phép hôn Nguyễn Thảo. Dạ. Bác gật đầu rồi. Rồi, đây là một vé xem phim của cộng đồng Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Hãy đưa đến đó xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn ha. Quà tặng dành cho hai bạn là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Rồi, đừng có buông tay nhau ra, nắm tay nhau. Điều này đường nào cũng được, nhưng nắm tay nhau được rồi. Bốn năm đi học đại học cũng không có ai để ý luôn. Dạ đúng rồi, không ai cưới hết chị. Không thấy bạn gái xem vô cảm như mọi người xung quanh. Thích cắm tay đẹp. Em thích được phụ nữ biết đối nội đối ngoại, đúng với gia đình. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai nha. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, bạn nam bên rèm và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Xì Cẩm Liên. Xì Cẩm Liên? Dạ. Họ lạ quá, em người ở đâu? Dạ, em là người quê Đồng Nai ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện đang quê Đồng Nai nhưng mà em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm biên phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty Nhật. Nhìn em giống như em người Nhật luôn quá. Sao thấy em nói tiếng Việt cũng như không rành vậy? Dạ. Cái tại em hồi hộp quá cho nên là nói không rõ chữ ạ. Em trai bên đây cũng giống như Nhật Bản lắm á. Mời bạn trai giới thiệu. Chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên tấm rèm. Em tên là Nguyễn Kim Thành. Năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em làm gì Thành? Em là nhân viên kỹ thuật về cơ khí. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả bạn gái? Dạ, em sống có trách nhiệm, xong rồi luôn đúng giờ. Đúng dạ. Rồi, làm việc với người Nhật là phải đúng giờ. Làm việc đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là
Em hơi nóng tính, hơi hậu đậu, với lại nữ công gia chánh của em không được tốt lắm ạ. Thành, ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không rượu bia, không hút thuốc và biết chăm lo cho gia đình. Có gia đình chưa mà biết? Ý là gia đình em. Gia đình em hay năng sống. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là đôi khi em hơi hiền và thường ngủ nướng những ngày nghỉ. Ngày nghỉ ngủ nướng là đúng rồi, đâu có bình thường đâu mà. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình hồi cấp 3 đó. Yêu nhau được mấy năm? Em chỉ yêu nhau được 1 năm. Dạ. Yêu sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Gọi là tình vắt vai đó. Dạ, đúng. Tình vắt vai. Bên bạn gái. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Từ trước đến giờ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có mối tình nào? Dạ. Không có vắt vai luôn hả em? Dạ, không vắt vai luôn ạ. Lý do tại sao một cô bé năng động xinh xắn từ hồi tiểu học đến cấp 3 là chưa có ý định là kiếm người yêu? Tiểu học mà ý định kiếm người yêu chị em? Dạ. Xong rồi lên đại học, tại vì trường em là trường nhân văn đó chị, trường em ít con trai lắm, nói chung là không có cơ hội tiếp xúc con trai, đi làm cũng không có cơ hội tiếp xúc con trai. Đi làm sao không có tiếp xúc con trai? Công ty đó tổng cộng 10 người, nhưng mà chỉ có một người là bác người Nhật là con trai thôi, còn nhân viên còn lại toàn con gái hết ạ. Dạ. 4 năm đi học đại học cũng không có ai để ý luôn. Dạ đúng rồi, không ai cưới hết chị. Mà em có thích ai, em có yêu đơn phương ai không? Dạ chưa luôn ạ. Cái gì kỳ vậy? Rồi có thích bạn gái nào không? Dạ không luôn, không thích bạn gái. Xem vô cảm với mọi người thích xung quanh. Thích ngắm trai đẹp. Thích ngắm trai đẹp. Dạ. Ít ra phải có một cái chi tiết. Đẹp. Dạ. Là có thích ngắm trai đẹp đúng dạ, không? Dạ có. Rồi em có cái chuẩn người lý tưởng của em là người như thế nào không? Dạ anh Quỳnh Linh ạ. Anh Quỳnh Linh. Dạ. Trời Quỳnh Linh hạnh phúc quá. Ai đến bạn muốn hẹn hò cũng thích chuẩn giống như anh Quyền Linh hết trơn á, trời á. Nhưng mà về tính cách đó em gái, dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Ừ, không nóng tính, không gia trưởng. Bên đây hiền khô à? Hết rồi ạ. Hết rồi hả? Dạ. Trời, bạn gái bên kia dễ thương quá. Em trai, em dạ. Thích người phụ nữ như thế nào? Em thích người phụ nữ biết đối nội đối ngoại, chuẩn bị gia đình. Đối nội đối ngoại luôn dạ. Hả? Không thích gì ở người phụ nữ? Em nhiều chuyện. Em không thích người phụ nữ nhiều. Bà Tám nữa hả? Dạ. Đôi khi nhiều chuyện một ít thôi cũng được. Không nên nhiều chuyện. Đây hiền quá. Để dạ. Anh Quang coi đối tượng bên kia coi. Có giống tiêu chuẩn của em không nha? Dạ. Ồ, chào em gái. Em chào anh. Dễ thương quá. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Không thích hút lá. Với lại khạc nhổ bừa bãi. Em trai có thuốc không? Dạ không, chắc là. Không. Với lại tuân thủ luật giao thông. Kia có đi ẩu không? Dạ không anh. Không luôn, đúng rồi đó. Em có thích làm dâu không? Được ạ, nhưng mà em cần học thêm về nữ công gia chánh. À, phải học thêm ha. Dạ. Ta có ý, ta muốn học là tốt rồi. Tốt rồi, với lại giờ làm dâu cũng dễ lắm ơi. Làm dâu sướng thế mồ. Làm dâu giao con cho mẹ chồng với cha chồng không à. Thiệt chứ bộ. Mà thấy đàn gái ngon không? Quá ngon lành luôn. Xuất sắc. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè. Dạ. Bây giờ nếu mà ưng bờ được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là năm 2019 đi ạ. Ai coi vậy, tuổi đó ai coi? Em nghe mẹ em nói vậy. Coi như bây giờ nếu mà tướng tá là tất cả mọi thứ là y như anh Hoàng Linh là được, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi. Em chào chị ạ. Con trai anh Hoàng Linh ha. Hiền lắm luôn á. Hay lắm nhưng mà nhìn có chút giác vậy. Nhìn em không nhỏ lắm đâu ạ. Không, nó cái mặt. Ngồi thẳng cái lưng lên coi cho nó cao lên. Em cao mét mấy? Em có mét 78 ạ. Nó có một mối tình à hả? Dạ. Dắt dai thôi, chưa có yêu gì lắm đâu. Dắt dai thôi chứ cũng chưa làm ăn. Cũng chưa kinh nghiệm yêu đương đâu. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm thôi. Bên đây coi tuổi đó, 2019 được không? 2019 được. Nhưng mà công việc em đã ổn định chưa? Dạ công việc của em thì ổn định ạ. Rồi mình lập nghiệp ở đâu? Em lập nghiệp ở Đồng Nai. Nhà bạn gái ở Đồng Nai. Nhưng bây giờ trong thời điểm này là bây giờ một người ở một nơi thì em định hẹn hò như thế nào? Em có thời gian rảnh cuối tuần không ạ? Dạ có, thứ bảy chủ nhật em rảnh ạ. À như vậy được. Tuần anh lên em, tuần em về thăm nhà, sẵn thăm anh luôn. Cũng tiện quá ha. Dạ. Sắp tới tao có tuyến metro đi nhanh lắm. Ba mẹ hối lấy vợ chưa? Dạ cũng xém hối. Ủa nhưng mà giờ nếu lấy vợ thì ai lo? Thì bố mẹ em với cả em cũng chuẩn bị một số vốn rồi. Có chuẩn bị số vốn mà hả? Em có chuẩn bị, nếu mà có động lực thì em sẽ cố gắng. Cố gắng nữa, còn tới năm mấy để dành nữa ha. Hai đứa quen nhau rồi tự học kinh nghiệm lẫn nhau ha. Dạ. Cũng rồi. Được, mặt hơi baby. Mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn cùng phòng với lại hai đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn đã có mặt tại trường quay ạ. Rồi em. Thì chị nghĩ là với cái người mà thích soái ca như em thì chắc là bạn cũng đạt được 70-80%.
À, thêm nữa là chị cũng có nhận thấy là hai đứa có một cái thói quen khá giống nhau, là tại vì đang ế nên là cuối tuần ngủ rất là trưa, thì chị rất là mong là hai đứa là khi quen nhau rồi á thì thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì mình hẹn gặp nhau tập thể dục thể thao ha. Trời, nghĩ chắc không khó đâu. Hai đứa có tính ngủ trưa gặp nhau chắc ngủ tới tối luôn. Thì chị cũng muốn nhắn gửi tới bạn nam là bé Liên á rất là hiền và nó rất là rụt rè, thì chị rất là mong mà hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ em nào. Xin hết ạ. Cảm ơn em. Rồi bạn trai Thành đi với ai? Dạ em đi với bố và chú, em gái và ho mượn. Có bố là được rồi đó. Rồi cho gặp bố của Thành ạ. Dạ chào chú ạ. Xin chào chú ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Tôi là bố của Thành. Rất là cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai cháu tìm hiểu nhau để hẹn hò. Con ở Đồng Nai ở chỗ nào? Dạ con ở Đồng Nai Biên Hòa chú. Ở Biên Hòa. Biên Hòa ở khu Bình Đa. Cũng gần gần cái trại á. Dạ. Nhà bác ở bên bên thành phố á. Dạ con biết chỗ đó, chỗ đó bưởi ngon ạ. Bưởi có bưởi nổi tiếng. Dạ. Nói chung bố là duyệt đấy. Còn con hai đứa phải tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi. Thôi mở màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Ráng nha. Đây chị quay cho. Hả? Chào em. Anh có món quà. Xin cảm ơn nhiều ạ. Em cảm nhận thế nào về anh? Dạ em thấy anh trẻ hơn em. Trẻ hơn á. Tại mặt em nhìn nó hơi chững chạc, hơi đứng tuổi ạ. Không, anh thấy em trẻ mà. Nhìn rất là xinh. Xin cảm ơn nhiều ạ. Mà em thường đi làm á, em hỏi mấy chú người Nhật, mấy chú từng nói em là 27, 28 không ạ? Em không đến đâu, chắc 17 ạ. Cái này hơi quá. Em cảm ơn nhiều ạ. Anh đi làm ở Đồng Nai luôn ạ? Ờ đúng rồi. Hôm một tháng em có về quê khoảng 2 lần. Là có thể là mình hẹn hò ở Đồng Nai được. Nhưng mà ngoài ra, ví dụ lâu lâu anh có muốn hẹn hò ở thành phố Hồ Chí Minh không? Anh sẽ sắp xếp thời gian. Dạ. Nếu em đồng ý. Em giờ hát tặng ảnh bài tiếng Nhật đi. Giới thiệu bằng tiếng Nhật luôn coi anh biết anh hiểu không? Anh có biết tiếng Nhật không? À anh biết nói nhưng mà nó không biết anh. Dạ, em nói cho một khúc thôi rồi em hát một hai câu thôi đúng nha. Đúng rồi, hy vọng thì em sẽ dạy anh bài đó. Dạ. Hajimemashite, watashi wa Rin desu. Donai kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ima kara sayonara da suki na hito to iu ta o utau to omoimasu kedo. Em dịch luôn đi em cho họ thấy không ai hiểu rồi đó. Dạ. Câu em vừa nói là xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, em tên là Liên và quê ở Đồng Nai. Từ sau này trở đi rất mong anh giúp đỡ. Rồi em sẽ hát cái một hai câu trong bài Sayonara no Dasuki na Hito, tạm biệt người yêu dấu ạ. Chưa gì hết trơn, tạm biệt rồi. Em muốn hát bài nào hết trên đây. Trời ơi trời, hát cái bài này buồn quá, nó xui với em. Dạ, thôi hát bài khác vậy. Đúng rồi. Bài gì? Kimi o no Sete. Gì tê, ai tê? À, cái bài này trong cái phim Lâu Đài Trên Không á. Ừ, được, được, Lâu Đài Trên Không, được. Rồi, bắt đầu. Ano chihei sen kagayaku no wa doko ka ni kimi ni kakushite iru kara. Đã hết rồi. Rồi em trai hát tặng lại đi tiếng Nhật luôn đi. Hát bài chủ nhật đó. Em chỉ xin hát một khúc thôi. Đứng đứng thẳng lưng lên, đứng kế bên cho cô thấy mình cao. Cao mấy 7-8 lần đó. Sẽ luôn ở gần bên em, sẽ luôn là bờ vai ấm em, sẽ luôn kề cạnh bên em, cùng em đi đến chân trời. Hết rồi. Anh hát dở lắm. Ông em bỏ qua ha. Rồi chúng ta thấy tương lai thế nào. Về nếu mà lấy nhau về ai giữ tiền thì con cái, con trai, con gái mình bày tỏ quan điểm của mình luôn. Dạ em không có tốn tiền vào mua sắm trang điểm này nọ, nhưng mà em tốn tiền ăn ạ. Cho nên là tiền đó hả? Ừ. Thôi để em giữ đi. Chốt rất dễ thương. Giữ tiền nha. Được, phụ nữ giữ tiền là rất tốt. Dạ. Và con cái anh tính thế nào? Đàn ông bị cái tật là thích con trai. Dạ. Về đàn bà đẻ không được, không phải làm sao được con trai, đẻ không được buồn. Thành ra cái quan điểm này phải tỏ rõ luôn. À không,
Em quan điểm rõ ràng, sống với nhau lâu dài, dạ, tình cảm đối với nhau mới là quan trọng. Con cao hơn cái gì không sao, không vấn đề gì hết. Ừ, nghĩ là vậy. Tốt đấy. Đây, những cái lời nói là sẽ là bằng chứng trước tòa đó nha. Không có chối được đâu nha, TV còn hoài luôn đó. Thành ra nói cái gì phải nhớ cho kỹ. Em có thích xem phim không? Dạ, có. Nếu có thời gian thì chúng mình cùng đi xem phim. À, anh thích xem Đô Vật Mỹ không? Anh không thường xem nhưng mà WWE á. À, có. Em thỉnh thoảng em cũng hay xem lắm. Em mạnh mẽ. Em xem người ta đấu thôi chứ em không chưa đấu được. Trái tim có rung động trước cô gái đó chưa? Dạ. Thích không? Dạ, tất nhiên rồi ạ. Thích người... không? Thích ạ, một người cô gái dễ thương như vậy sao không thích được ạ? Thì nói cổ kìa. Nói anh thích gì đó, anh thích không? À, cho anh một cơ hội nhé. Dạ, anh cũng cho em một cơ hội nha. Hai bạn coi như là đây có thể là mối tình đầu sâu sắc đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đang có ba mẹ, ông bà, làng xóm theo dõi chương trình. Tuy rằng chúng ta còn nhỏ tuổi nhưng mà suy nghĩ cũng phải chín chắn, bởi vì đây là chuyện tình cảm rất thiêng liêng. Không thể bấm nút bừa rồi xuống dưới kia uống cà phê là thôi nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Dễ thương. Nào nắm tay nhau. Đấy. Ví dụ như em dạy cho em trai nói anh yêu em là nói sao tiếng Nhật á. Dasuki desu. Nói đi. Dasuki desu. Dasuki desu. Đúng rồi, chị Cát Tường nó chuẩn hơn. Đúng rồi, có chữ kia, chữ kêu gì vậy đó. Nào, nói lại nào. Dasuki desu. Dasuki desu. Dasuki desu. Trời ơi, cái ông này không có khả năng. Dasuki desu. Dasuki desu. Ráng đi, từ từ tập nha. Học trò thì ngoan lắm á. Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng cho các bạn. Cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Cảm ơn chương trình. Hôn nhau đi, hôn nhau còn đi. Còn thủ tục của chương trình nữa là gì? Đó. Hôn đi. Hôn má nha. À, ừ, anh đây. Hùng ba ngồi kìa. Nói ba đi, nói được ba, nói đi. Bố ơi cho con. Bố nào mà không hạnh phúc khi mà con mình được như vậy đúng không? Rồi. Quà tặng cho các bạn là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Nắm tay nhau thật chặt. Chúc mừng hai bạn. Rồi, bên trái hai bước, có ghế luôn. Mời hai anh chị tháo mặt nạ ra. Rồi, chào anh. Chào chị. Mời anh giới thiệu trước ạ. Xin chào Cát Tường, chào bạn trai. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Đăng Lân, năm nay 43 tuổi. Hiện mình đang ở An Giang. Nghề nghiệp của mình là tài xế. Là từ An Giang chạy lên đây ghi hình. Dạ. Dạ, anh lên hồi nào? Lên hồi lúc tới đây lúc 1 giờ. Dạ, rồi khi nào mình định về lại An Giang? Xong rồi về lại. Mình đi lên bằng gì? Đi xe tốc hành hả anh? Không có, đi xe riêng nhà. Rồi rủi bây giờ mình hẹn hò được với bạn gái rồi mình cũng đi về luôn nha hả? Không đi chơi, không tìm hiểu gì trơn hả? Dạ, lại một đêm. Ở lại một đêm, đó. Mình có bà con gì trên này không? Cũng có bà con ở bên quận 12, Hóc Môn. À, rồi. Rồi bây giờ giới thiệu chị gái, rồi chị giới thiệu thông tin của dạ, mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào nữ MC Cát Tường xinh đẹp, dạ, và mạnh mẽ, chị tài giỏi. Xin chào anh bạn bên cạnh. Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Phụng. Năm nay mình 43 tuổi Tây, 44 tuổi ta. Rồi. Hiện tại thì mình là giáo viên. Mình cũng ở An Giang. Mình ở tại thành phố Long Xuyên của An Giang. Ủa, An Giang luôn? Dạ. Đâu, hai anh chị hỏi thử coi mình có ở gần nhau không? Tại vì em cũng không rành An Giang. An Giang ở khúc nào anh? Bạn ở Long Xuyên ở phường nào bạn? Dạ, em ở phường Mỹ Quý. Mình ở phường Bình Khánh. Anh em đi cho, trời ơi, bốn mấy tuổi rồi mà còn mình gì nữa, muốn lấy vợ không? Anh ở phường Bình Khánh. Dạ vâng. Gần nhau không chị? Dạ cũng
Gần, ở thành phố Long Xuyên, Mỹ Quý với Bình Khánh thì được. Vậy là tiện quá rồi, chắc chương trình cũng kiếm dữ lắm mới được cặp này đây nè. Rồi, mình đang làm công việc gì hả chị? Dạ, em hiện tại là giáo viên dạy cấp 2, dạ em dạy môn văn. Dạy văn, cô giáo chắc cũng ước ác ha, cũng thơ mộng dữ nha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh của em thì em là một cái người rất là vui vẻ, thân thiện, cởi mở, lạc quan và lúc nào cũng luôn luôn tích cực trong cuộc sống. Dạ. Điểm yếu thì hay quên. Và cái này thì cũng vừa là điểm yếu mà cũng vừa là điểm mạnh của em. Đó là sống nghiêng về cảm xúc. Làm cách nào để mình cân bằng được cảm xúc của mình? Có thể là mình trong những lúc mà cảm xúc mình nó nhiều quá đó, thì mình ngồi thiền. Có ngồi thiền nữa hả? Dạ. Rồi, vâng. Chị hay hơn em là em chưa có ngồi thiền được đâu. Anh nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em cũng vui vẻ, hòa đồng, biết chơi thể thao, biết làm việc nhà. Chơi thể thao chơi môn gì? Chơi môn cầu lông, chiều nào cũng đi chơi mà. Ồ, vậy là nhìn ốm nhưng mà không yếu đúng không? Ốm, chưa chắc yếu. Ốm, chưa chắc yếu. Ốm mà chưa chắc yếu, không biết này. Cái này em chịu nè. Chịu hả? Rồi, chịu tôi gả luôn. Ốm nhưng không yếu. Nhưng cái này người ta giới thiệu thôi, còn có hay không mình chưa biết. Cái đó để test. Đúng rồi, cái đó để test. Em á thì em có sở thích, em hay đi bộ mỗi buổi chiều. Chiều là em đi 10.000 bước. Ghê vậy đó hả? Rồi mình đi, có cái máy đếm cho mình phải không? Cái điện thoại á chị, mình cài cái... Chắc ai cài giùm tôi cái điện thoại coi biết ngày tôi đi được mấy bước rồi nè. Còn điểm mạnh, điểm yếu gì nữa không anh? Hay lười. Ủa sao mới chơi thể thao đó mà chuyển qua cái hay lười liền vậy? Có những lúc mà rảnh rỗi thì mình nằm hoài. Vậy lúc nào mà anh rảnh mà anh lười đó thì anh điện cho em đi, em lại em dẫn anh đi chơi thể thao. Đó được mà. Ghê ghê, bên đây mình chơi thể thao môn gì? Đi bộ quá hả? Đi bộ. Em nói chung là em thích chơi thể thao, em cũng chơi được mỗi món chút gì đó, ví dụ cầu lông, đá cầu, nói chung là em cũng rất là thích. Được, cặp này tương xứng nè. Tướng cái bộ cũng roi roi như nhau nha. Tình trường sao anh? Mình trải qua hai mối tình, một mối tình hồi phổ thông và một mối tình hồi lúc mình học lớp trung cấp kế toán. Ủa, học ra không đi làm cái đó rồi qua làm tài xế luôn? Cái nghề tài xế làm như bị dính vậy đó. Mình cũng đã tốt nghiệp đại học kế toán rồi. Vậy luôn á hả? Trời ơi, đúng là cái gì cũng cái duyên, cái nghề chọn mình chọn nghề. Quen nhau hai đứa học trung cấp chung lớp. Quen nhau 6 năm rồi chia tay. 6 năm mà sao không tiến được cái hôn nhân hả anh? Thì lúc đó thì cũng còn cô bạn gái thì cũng còn trẻ, mới lớn à, học xong rồi ra đi làm, có việc làm, rồi mới cưới. Mà đi ra có việc làm rồi thì mới là tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn. Nhìn lại so sánh thì mình không bằng. Trời ơi, ta... nhưng mà lúc đó anh cũng gần 30 rồi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, rồi chia tay mối tình đó là mất, anh có buồn không? Buồn mất bao lâu? Mất khoảng 2 năm. 2 năm sau mới ổn lại. Rồi, rồi sao từ lúc ổn đó tới nay sao im gu luôn? Không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc ổn tới nay thì cũng có thích một hai người. Nhưng mà mới vừa chọc kẹo cái là người ta phát cho cái thiệt. Chọc kẹo cái là phát cho cái thiệt. Trời ơi, anh mát tay dữ vậy. Mát tay quá vậy. Cô nào ế ế gặp anh chọc kẹo cái là người ta phát cái thiệt liền. Đúng rồi. Đừng. Bữa nay anh gái anh chọc kẹo cô này giùm em cái nha. Chứ mình muốn lấy chồng rồi đúng không em? Dạ vâng. Chọc kẹo cái cho cô phát cái thiệp giùm em cái được không? Được. Rồi bây giờ thí dụ tìm được người tâm đầu ý hợp thì bao nhiêu lâu nữa mình đám cưới? Tầm khoảng 5 là mình đám cưới được rồi. Rồi cưới xong về, hiện giờ anh đang ở đâu, ở với ai? Ở với mẹ, với dạ. Anh chị. Rồi giờ lấy vợ về ở chung nhà luôn? Ở chung luôn. Tình trường mình sao chị? Em xin được chia sẻ là lúc mà còn đi học đó, thì đi học đó thì cũng có vài mối tình đơn phương của tuổi học sinh thôi. Học xong rồi cái đi ra trường dạy chưa được một năm nữa, được bên nhà trai ta ngắm nghía. Cái người ta hốt mình luôn. Dạ. Rồi lúc đó nhiêu tuổi? Lúc đó 23 tuổi chị. Về thì như cũng nói chung là hai đứa là do mai mối, cũng chưa có cái tình cảm gì trước hết á. Đó mình cũng còn trẻ, còn nhỏ, mình cũng chưa có kiến thức, chưa có hiểu biết nhiều, cho nên là cái hôn nhân của mình nó không có được trọn vẹn. Cái cuộc hôn nhân đó kéo dài được bao lâu chị? Kéo dài cũng 15 năm. Ly hôn mấy năm ly rồi? Ly thân thì là 5-6 năm. Ly hôn thì cuối 2019. Rồi, ly thân 5 năm rồi. Vậy là mình có cháu nào chưa? Dạ em có hai bé, một bé trai hiện nay là đang học đại học.
năm thứ hai. Dạ. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và một cái bé gái nhỏ là tụi trường tới bé học lớp 6 ở với em hết. Nhưng mà mình cũng sống với nhau là cả chục năm thì nguyên nhân gì chia tay không có cứu vãn được hả? Dạ. Hai đứa con rồi. Có thể nói là do có cái sự chênh lệch về, thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là tuổi tác là ảnh lớn hơn hay ảnh nhỏ hơn? Dạ, nhỏ hơn. Ảnh nhỏ hơn chị nhiều ít? Dạ, nhỏ hơn 3 tuổi. Có 3 tuổi à? Trời ơi, tôi tưởng nó nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là do hai người không có kết nối được với nhau. Không kết nối mà 10 năm ở chung đẻ hai đứa con mà cũng không kết nối được. Dạ. Rồi, hiểu. Nghe cái hoàn cảnh của chị như vậy thì anh có ngại gì không? Anh có suy nghĩ như thế nào? Cũng không có ngại gì đâu chị. Con thì cũng lớn rồi, còn bé nãy em nói bé nhỏ bao nhiêu tuổi à? Dạ 11 tuổi anh. Còn bé đó, cái cô kia nó, cô chị hay cũng là... Anh hai lớn rồi, anh hai học đại học rồi. À. Rồi giải tỉ thí dụ như giờ hai người lấy nhau rồi cổ đi theo về nhà anh ở luôn rồi, cổ đem bé con nhỏ theo ở luôn được không? Vẫn được, bình thường. Nhà có chỗ ở không? Có. Bây giờ chị có muốn đẻ nữa không? Cái này chứ bây giờ chị có hai con mà người ta chưa có con rồi làm sao? Thì đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Cần phải bàn. Bàn bây giờ nói thử ý định, nói thử nghe. Nói thiệt là cái tuổi của em thì nó cũng như... Hết muốn đẻ rồi phải không? Dạ đúng rồi đó. Rồi giờ sao? Căng à, giờ thí dụ người ta hết muốn đẻ rồi, người ta 43 tuổi hết trứng luôn rồi, giờ sao? Cái đó nó cũng hơi khó thôi. Mà nói thiệt, ví dụ giờ mà yêu quá rồi có đẻ được không? Yêu thì mới biết được, nhưng mà em nghĩ nếu mà đã yêu mà đủ lớn có thể cho mình thấy được là cái tình yêu nó đủ lớn. Thôi 50 tuổi thì vẫn đẻ mà, con trứng là con đẻ. Em sợ. Nhưng mà ý là sự sức khỏe mình ảnh hưởng đến mình thôi, chứ còn thật sự rất là nhiều người gần 48, 50 tuổi vẫn đẻ bình thường, chu kỳ kinh nguyệt mình còn là mình đẻ thôi hả? Giống như em này, em tuyên bố nghỉ đẻ rồi đó, mà rủi em lấy chồng trẻ, chồng chưa có con cũng phải ráng chứ sao. Rồi bây giờ đâu cho coi hình coi, cho coi hình anh chị coi nè. Giờ chị muốn lấy một người chồng như thế nào? Ở cái tuổi của em nha, chị mong là cái người bạn của mình á, dạ, có phải là cái người cùng đồng hành với mình, trở thành cái người bạn đời, bạn đường, để mà hiểu, chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Dạ. Nhìn hình chắc đó, em nhìn hình chắc là đồng nghiệp của em trong hình không quá. Sao vậy? Toàn là giáo viên trong đó không? Vậy hả? Mà ông đưa cái hình gì mà ông đưa cái hình mà 80 người trong này thì làm sao người ta nhận dạng ra được mình trời. Kiếm đi, cổ trong đó đó. Còn giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đó, bộ nết luôn ba tấm hình. Sao vô chưa gì trơn, chọn ngay cô đó hay vậy? Gu của anh đó hả? Không phải. Nãy chị Cát Tường nói goi goi giống nhau, ốm ốm giống nhau. À, có... ồ hay quá ha. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Chỉ cần lễ phép, trung thủy. Coi kiếm ra chưa? Trời ơi căng thẳng, đâm em chiêu quá. Em thì em thích đàn ông vui vẻ, cười, cho nên là cái tấm hình này thì em nghĩ là anh này. Rồi cái tấm hình trên ảnh đâu? Tấm hình trên em đang tìm mà phải chưa thấy. Phải có ổng ở trọng chứ, hai tấm hình của ổng đều phải có ổng chứ. Nhìn hoài không ra ổng luôn á trời. Chỉ đại đi. Chỉ bậy tôi gả bậy luôn á. Thôi bây giờ em quyết định em chọn anh này đi. Bây giờ xin mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. Tôi đã nói ốm ốm rồi mà cổ cương quyết tôi chọn anh này. Anh hơi mập mập một chút. Xin mời anh chị. Sao ạ? Rồi em nhìn ra ảnh rồi. Đâu? Ảnh đâu? Đây anh mặc áo xanh. Bên đây nè, thấy chưa? Dạ. Bên đây nhìn vô chọn ra liền ha, hay ha. Em nhìn hình đó không có đồng nghiệp của em à? Dạ, em không thấy. Em không thấy đồng nghiệp. Nguyên tấm hình đó là giáo viên hết đó. Giáo viên trường nào anh? Khắp của thành phố Long Xuyên đó. Ghê vậy, anh làm gì mà anh giao thiệp hết giáo viên của khắp thành phố Long Xuyên luôn ghê. Đó là cái nhóm học chung thời phổ thông. Hàng năm có đi gặp mặt đó. Dân ta là đại học đàng hoàng đó, không có giỡn đâu à. Lần đầu tiên khi mà cánh cửa này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai anh chị khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Nhìn em thì cũng bình thường. Nó không có cảm giác gì nhiều. Nói sao? Ghèo nộn nãy gì đây? Đây anh có học quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi thôi được rồi, bây giờ đó là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai anh chị một khoảng thời gian riêng để hai anh chị cùng trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha.
Rồi, bây giờ Cát Tường xin mời hai anh chị nha. Đây là một món ăn cũng rất là đặc sắc của nhà hàng Inochin. Đây là món chả giò hải sản. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa thôi, Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em mời anh đi. Dạ. Anh làm tài xế mà là tài xế cho... Tài xế tự do hay là... Không, ở nhà có xe ở nhà, kinh doanh ở nhà. Dạ. Vậy thì cái công việc đó nó có hàng ngày không anh? Có nhiều khi thì nó cũng liên tục, hàng ngày, ngày nào cũng có. Thì lúc ế thì nó cũng không có. Nhưng mà ế thì nó ế khoảng thời gian ngắn thôi. Em có 3 câu hỏi hỏi anh á. Em cứ hỏi nha. Dạ, anh nghĩ như thế nào về cái vai trò của người đàn ông trong tình yêu? Đàn ông mà trong tình yêu thì lúc nào cũng luôn luôn cũng phải che chở, bảo bọc. Anh nghĩ là tại vì có người ta nói câu như thế này nè, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vậy anh nghĩ như thế nào về cái câu này? Anh cũng chưa trải qua hôn nhân lần nào nữa nên anh đâu có biết. Có thể là ví dụ như bằng cái sự quan sát mà cuộc sống, hoặc là bằng những những người thân xung quanh mình á, thì anh nghĩ hôn nhân nó như thế nào trong cái hành trình của xung quanh của anh, mà tiếp xúc với bạn bè rồi kia thì thấy là đa số gia đình nó toàn là hạnh phúc chứ đâu có gì đâu mà nấm mồ. Tại vì mình lựa chọn nó không đúng hay sau đó thì nó mới gọi là nấm mồ chứ. Em nghĩ nó là nấm mồ hay là gì đi nữa thì là cũng do cả hai thôi. Cả hai cùng phải có ý thức để xây dựng cái hôn nhân đó thì nó mới trường tồn. Anh có cái kế hoạch hay là cái ước mơ gì cho cái tương lai sau này không? Bây giờ đang làm như vậy thì cái kế hoạch với tương lai thì nó vẫn vậy thôi. Nó cũng phát triển cái kinh doanh đó thì cũng lập gia đình rồi ra riêng. Em nghe chị tấn công ảnh mà em nghe chưa nghe ảnh hỏi chị câu nào hết trơn. Sao nãy giờ anh im gu anh trả lời không vậy? Tại người ta giáo viên người ta từng trải rồi. Thấy nói chuyện hay không? Dạ. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nói gì mà bi quan quá vậy chị? Mình để coi ảnh có cái quan điểm như thế nào chứ cái câu đó. Tại vì cái câu đó mình nghe người ta nói nhiều lắm. Tường cũng nghe nhiều người nói với Tường cái câu đó, nhưng mà Tường lại không nghĩ như vậy. Mình đã mong muốn có một cái cuộc hôn nhân để làm gì? Để người ta nắm tay nhau sống với tuổi già. Cái hậu bấy lúc trẻ xung quanh người bên cạnh đó là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng khi về già, khi ốm đau bệnh tật, về cuối đời có ai ở bên cạnh mình không mới là quan trọng. Yeah. Cho nên bây giờ người ta kết hôn để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Chứ còn để kết hôn mà tự nhiên rồi nấm mồ thì kết hôn làm gì? Hôn nhân là mới bắt đầu một chặng đường. Một chặng đường còn khá là xa và khá là dài. Nhiều người cứ nghĩ là kết hôn là hết, nhưng thật ra kết hôn chỉ mới là bắt đầu thôi. Thế hôm nay chị đi có đứa con nào đi theo không? Dạ có con trai lớn của em đi. Rồi mời con trai vô, cô Tường hỏi chuyện chút xíu nè. Trời ơi, mà đi học đại học mà mày đeo còng đeo xích lỗ tai dữ vậy con. Dạ. Rồi đứng đây. Chào con dạ, tên gì? Con chào cô ạ. Ừ. Cứ ghét Tường nghe con chào chú ạ. Dạ con tên là Châu Huỳnh Việt Lân. Con đeo kiểu này chắc chú nhìn con chú sợ chú chạy quá à. Sao? Dạ. Nó không gì đâu, nó chỉ là cái phong cách thôi. Ảnh hưởng gì tới tính cách hết. Mà con đang học ngành gì mà con phong cách quá vậy? Dạ con đang học luật. Học luật? Luật kinh tế. Trời ơi, tôi chưa thấy luật sư nào mà ra đi bào chữa, đi tranh cãi mà quất hai chiếc bông toàn ten vậy luôn á. Nhân cách mình ổn định tốt là được. Dạ. Rồi bây giờ nói chuyện về mẹ chút xíu. Bình thường mẹ ở nhà là người như thế nào? Dạ mẹ là một người rất là chu đáo với con cái. Con lên được đại học như này là công của mẹ rất là nhiều. Dạ nếu mà nói về chung thủy hoặc là nồng cháy trong tình yêu thì mẹ con không có thiếu đâu. Mẹ con rất là giáo viên yêu rồi băng mà dễ gì con. Mà theo con thấy là mẹ chưa ok không? Dám nói không? Dạ cũng... dạng nói con. Dạ. Dạ nói đi con. Đấy, thì thường thì mẹ con về á, dạy về á là khoảng trưa là khoảng 12:30, 12:45 rồi. Thì lúc đó làm việc về á cũng mệt đó con, nên mặt mẹ thì hơi nghiêm túc lúc đó. Thì dạng như đừng có chập chọc ngay khúc đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ chú bên đây nè, hôm nãy giờ con ngồi dưới con nghe rồi đó. Giờ con chào hỏi chú vài câu và con cảm nhận cho cô, con nhận xét. Con nói dạ, thẳng đi. Dạ chào chú ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi, chú cũng ốm giống con. Ốm mà mặn. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Lân. Chú tên Lân. Chú tên Lân. Ghê không? Dạ, dạ. Lân bự, Lân nhỏ. Con cần một người
dạng như là không cần lo gì cho con hết, tại vì con đã đại học rồi, nhưng mà con cần một người chăm sóc cho mẹ con, có một người cùng mẹ con ở tới già để hữu hỷ với mẹ. Về việc làm á chú, đàn ông mà, mình có thể làm cái gì đó về cái ngành của mình có thể phát triển cái đó lên cao hơn một mức nữa, để cho nó mẹ con thấy được là một người đàn ông có cái chí hướng, có một cái mục đích trong cuộc sống, đang phát triển chứ. Tiếc cho chú có bằng đại học á phải không, mà chú không làm nghề đó. Dạ, con rất là tiếc quyết định của mẹ với của chú thôi, còn con thì rất là dễ. Nha, cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Tiếp tục xuống dưới ủng hộ mẹ. Cảm ơn con trai. Hay không? Thấy con cô giáo nói chuyện mạch lạc đâu đó đàng hoàng không? Luật sư mà vậy. Luật sư mà. Tương lai. Luật sư với cô giáo nữa. Bây giờ em cho hai anh chị chơi thêm trò chơi nữa nha. Bốc thăm trúng thưởng nha. Thì anh bốc đi, anh muốn bốc câu nào anh bốc. Rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó giùm Tường nha. Đọc lớn lên. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận của anh này. Đứng sau lưng đi ha, anh dựa vô ghế đi nè, cho cổ massage cho ảnh coi, rồi anh cảm nhận, không biết cô giáo. Cái này lần đầu massage. Ủa vậy hả? Dạ. Cảm nhận nha. Anh ngồi xích xích cái lưng à. Sáng giờ chưa được ngã lưng anh chị. Hạnh phúc quá chứ gì nữa. Trời. Rồi. Chúc được rồi bạn. Tuyệt vời. Anh cảm nhận. Hỏi anh ấy, anh cảm nhận sao? Dạ, anh thấy trình độ massage của em thế nào ạ? Giờ thì sáng giờ chưa được ngã lưng, giờ được massage thấy nó đã thôi chứ. Đã thôi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị luôn. Bây giờ mình bóc một lá bài nha chị nha. Đọc lớn lên coi ảnh yêu cầu ảnh làm gì đây. Rồi, đọc lớn lên giùm em với. Sinh nhật người yêu, cô ấy hoặc anh ấy thích một món quà giá trị 10 triệu đồng, bạn sẽ mua hay không? Vì sao? Quan trọng là cái chỗ vì sao đó. Giờ mới nhớ lại ngày xưa đâu có thế nào mà tặng món quà mà cả triệu tiền cho lên. Mười triệu, ví dụ như cái điện thoại cũng cả chục triệu, chiếc nhẫn hay là đôi bông hay là cái gì đó, nhưng mà cái tầm, cái giá trị của nó hiện tại. Nếu món quà đó mà giống như nó có giá trị, nó không phải là mua về mà để bỏ đó, bỏ phí á, thì mua bình thường. Ví dụ giờ điện thoại giờ bạn gái điện thoại hư rồi thì mình mua cho bạn gái sinh nhật bạn gái, mình mua cái điện thoại tầm 10 triệu thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Bình thường thôi. Dạ. Thí dụ như giờ mua đồ giày như... hiệu, cái bóp, cái túi hiệu 10 triệu anh mua không? Cũng có khả năng mua. Có khả năng mua. Nhưng mà phải coi lại, tại vì có nhiều khi mình mua xong rồi cái mình ít có xài, sử dụng cái mình cất đó hoài. Là nếu như 10 triệu đó thì mình đổi đi mua cái chiếc lắc hay sợi dây chuyền hay cái gì đó. Có nghĩa là quan điểm anh này là 10 triệu không phải là lớn, vẫn mua được cho người yêu, nhưng miễn món đồ đó là nó phù hợp. Hai anh chị nhìn nhau 30 giây, tôi muốn mỗi người nói với nhau một câu nữa thôi. Kéo cái này ra, mình gặp bạn thật sự là nó không có cảm xúc. Với lại nó thêm cái nữa là bây giờ cái tuổi này khó có con. Thì chắc chắn một điều là mẹ và chị không đồng ý, đó là chắc chắn. Khó. Cô giáo có suy nghĩ như thế nào ạ? Đến đây là mình muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội. Mình muốn mở lòng. Với lại là hai người mà khi mà đến với nhau thì cần nhất là cái sự rung động lúc ban đầu. Rồi, cảm ơn chị chia sẻ rất là chân thành, rất là thật lòng của anh chị. Bây giờ mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu mình đồng ý hẹn hò, mình bấm mạnh. Nếu mình không đồng ý, mình có quyền lấy tay ra nha. Xin mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Hết thời gian. Thật sự thì ngồi ở cái chỗ mai mối này, Tường thấy hai anh chị không bấm nút thì Tường cũng rất là buồn. Nhưng mà rõ ràng là Tường đều đồng cảm được hết với anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Thay mặt chương trình, Tường gửi tặng chị món quà để làm đẹp nha. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn các Tường. Dạ. Kính thưa quý vị, buồn lắm luôn á. Cố gắng mai mối từ nãy giờ nhưng mà kết quả thì không có thành. Nhưng mà quyền quyết định của những người tham gia chương trình, quý vị ạ. Tường luôn trân trọng những cái quyết định của mọi người khi họ tham gia chương trình. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi, đồng hành cùng với chương trình nha quý vị. Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Quý vị ơi, một tuần rồi Tường cũng nhớ quý vị dữ lắm, và ngày hôm nay Tường sẽ cố gắng hết sức của mình để mai mối thành công. Hai cặp đôi này càng tốt nha quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón 4 nhân vật của ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả các bạn.
Đầu tiên cho Cát Tường được giao lưu với bạn nữ đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào ba bạn và chào khán giả đang xem chương trình ạ. Bạn trai ở ô cửa màu đỏ lên tiếng đi em trai ơi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả đang xem chương trình ạ. Rồi đường truyền của em ổn định rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu xanh. Dạ em chào tất cả mọi người ạ. Và một bạn cuối cùng, bạn nam ngồi ở ô cửa màu xanh. Dạ em chị Cát Tường ạ, ba bạn còn lại và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. À thưa quý vị khán giả, chỉ có Cát Tường hiện tại mới thấy được bốn bạn thôi ha, chứ còn thật ra bốn bạn này là chưa có thấy nhau. Kệ cho nó từ từ, đoán tò mò vậy nó mới vui quý vị ơi. À bạn gái ở ô cửa màu đỏ, em giới thiệu một chút về em đi, em tên là gì? Em xin chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường. Em tên là Thái Thị Bảo Yến, em 27 tuổi, hiện em đang sống ở Tây Ninh và sống cùng mẹ và cậu ạ. À, hiện tại thì mình đang làm công việc gì á Yến? Hiện tại là em đang buôn bán mỹ phẩm ạ. Rồi à, thế thì bạn nam ở ô cửa màu đỏ em tên là gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em tên là Lê Duy Tuyển, em hiện tại cũng đang sống ở Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là nhân viên cây xăng của công ty Petrolin. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 30 tuổi ạ. Chà, trước tiên không biết trùng khớp cái gì mà hai người cùng ở Tây Ninh với nhau thì cái chuyện mà hẹn hò cũng tương đối dễ. Đâu bây giờ Tuyển với Yến giao lưu cho chị thử coi mình là Tây Ninh mà có gần nhau hay không. Dạ, Tuyển chủ động nào, anh ở huyện nào vậy? Anh ở huyện Tân Châu, em ở huyện nào thế? Em ở thành phố Tây Ninh nè. Vậy cũng gần mà, trời ơi, chạy nhau quá à, rủ nhau đi uống cà phê rồi hẹn hò cũng dễ ha. Trước tiên là mình có thêm một người bạn rồi nè, bây giờ mình mới từ từ mình tìm hiểu thêm về cái tình yêu. Rồi, bây giờ thì mình qua đến hai bạn ngồi ở ô cửa màu xanh nha. Em gái ơi, mình tên là gì? Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Trà Giang, em 25 tuổi, quê ở Đồng Tháp, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi cứ năng làm công việc gì? Dạ hiện tại em là huấn luyện viên yoga. Rồi, chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh cho chị Tường vài thông tin về mình đi nè. Em chào chị MC Cát Tường ạ. Em tên Đỗ Thanh Tùng, em đến từ Khánh Hòa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tùng là mình đang làm công việc gì á Tùng? Dạ em đang dạy cho kho học cơ bản bộ môn tin học ạ. Giảng viên dạy ở đâu? Đại học Văn Lang chị. Tùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 31 tuổi chị. Dạ vậy là hôm nay mình thấy tương đối là các bạn cũng đều là các bạn cái tuổi, lứa tuổi cũng sắp xỉ tương đối với nhau ha. Khi mình đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc, cơ hội của mình được nhân đôi. Nhân đôi là sao? Có nghĩa là ngồi ở ô cửa màu xanh hay ô cửa màu đỏ, đó chẳng qua là biên tập nè, chỉ cách tường nè, là tạm ghép thôi, nghĩa là dự ghép thôi, là theo cái chủ quan của cái người ghép. Còn các bạn là hôm nay một người mình có tới hai cơ hội. Mình ngồi ô màu xanh mình cũng có quyền thích anh màu đỏ, mình ngồi ở ô màu đỏ mình cũng có thích cô màu xanh, chứ không phải là tôi ghép đâu là các bạn ưng đó nha, tùy nha. Cho nên bây giờ hãy tập trung tỉnh táo và xem clip giới thiệu về các bạn nha. Nếu được hỏi vùng miền nào ở Việt Nam có nhiều con gái đẹp nhất, miền Tây sẽ là một trong những đáp án. Em xin tự giới thiệu, em là con gái miền Tây, vùng hoa sen Đồng Tháp, rất vui được làm quen với mọi người. Em tên là Trà Giang, 25 tuổi. Từ bé em ít sống với bố mẹ nên dần dần bản tính trở nên nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông và mặc cảm về diện mạo bên ngoài. Chính vì thế em đã cố gắng thay đổi bản thân. Chính yoga đã làm em thay đổi. Liệu đó có phải là lý do duy nhất hay còn lý do nào khác? Em sẽ kể cho mọi người biết sau nhé. Chào mọi người, tôi là Lê Duy Tuyển, 30 tuổi, chiều cao 1m74. Tôi sống cùng ba mẹ tại Tây Ninh. Trước đây tôi từng đi bộ đội và hiện tại tôi đang là nhân viên chạm xăng. Thời gian làm thì từ 5 rưỡi sáng cho đến 6 giờ rưỡi tối. Mình làm việc và sinh sống và ngủ luôn ở cây xăng luôn. Ăn uống thì do anh chị quản lý nấu nướng. Với tính cách hiền lành, thật thà, vui vẻ và cũng nhờ môi trường quân đội nên tôi rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà dễ dàng trong tình cảm yêu đương đâu nhé. Thà chọn đúng người chứ không vì ế mà chọn đại. Xin chào mọi người, mình đang ở trong một cái ngôi nhà của dì của em cho mấy đứa cháu ở, còn ba mẹ em thì ở ngồi Khánh Hòa. Đây là cái khoảng không gian làm việc của mình. Do mình thường xuyên dạy online nên cái nhu cầu thiết bị của mình cũng tương đối là đầy đủ. Và đây là cái phòng ngủ của mình. Đây là cái tủ sách của mình. Thì mình rất thích đọc những cái quyển sách, thứ nhất là liên quan về pháp luật, và thứ hai đó là tư duy lãnh đạo. Cái cuốn sách này nó đem lại cho mình cái góc nhìn rất là hay, rất là ấn tượng về cái tài lãnh đạo của các nhà doanh nhân trên thế giới, để mình có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển. Các bạn nữ nào mong muốn có thể là kết nối với mình thì mình cũng sẽ có thể là trang trải cho các bạn một cuộc sống tốt hơn, có nhà, có cửa, có xe hơi. Tây Ninh, nơi em sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm. Gia đình em buôn bán bánh đa, thuộc diện lao động nghèo. Ba mất sớm, bỏ lại mẹ và hai chị em khi tuổi còn rất nhỏ.
kinh tế khó khăn, không tiền đóng học phí nên buộc phải nghỉ học. Mỗi khi phụ mẹ đi rửa chén thuê, thấy các bạn cùng trang lứa mặc áo dài, em rất thích. Nhưng cũng nhờ vay tiền học phí từ ủy ban xã nên bây giờ em cũng đã tốt nghiệp hệ cao đẳng và đang tiếp tục hệ đại học. Song song đó, em cũng có tham gia công tác đoàn tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Và đây là thành tích của em: giải ba đơn ca thành phố Tây Ninh và nhiều bằng khen thành tích hoạt động nhiều năm liền. Em tên là Bảo Yến, 27 tuổi. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bốn cái clip nào cũng ấn tượng hết quý vị khán giả ơi. Quý vị xem tới đó thì quý vị ấn tượng với có ghép được cái cặp đôi nào với nhau chưa, quý vị cũng thử dự đoán đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ hỏi Yến là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha, hai người bạn trai trong chương trình ngày hôm nay, thì em có ấn tượng và có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì hai hoàn cảnh sắp khác nhau giữa thành thị và nông thôn. Với em thì em thấy là mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn ngon và ca hát. Tại chị có thấy rồi, thấy em có đoạt giải ba đồ tiếng hát đồ ở dưới Tây Ninh của mình nha. Em có thể điểm sơ bộ một chút xíu là năm 15 tuổi đến nay thì cái cuộc sống của em nó đã diễn ra như thế nào? Học xong thì em cùng mẹ đi làm, xong rồi em mới được điều kiện đi học lại. Rồi vô sinh viên em cũng vẫn đi làm thêm buổi tối, cuộc sống hơi cực từ bé. Rồi hiện tại thì em đang sống với mẹ, là mẹ như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đang sống với mẹ và cậu, còn cậu thì thuộc dạng bị tâm thần. Là tâm thần là sao, mới bị sao này, hay là bị từ xưa đến giờ? Bị từ lúc hồi nhỏ rồi, tại do chiến tranh, ảnh hưởng của chiến tranh. Như vậy thì hiện tại mẹ còn đi làm được không Yến? Dạ, mẹ em vẫn có đi làm tại nhà nấu bánh đa. Mình là con một, bỏ bánh đa. Vậy còn chị thì làm cái gì, có phụ gia đình hay là ở xã lấy chồng rồi hay là còn ở nhà? Dạ, chị em thì có gia đình rồi mà ở bên chồng. Chị thì cũng là công nhân lao động thôi. Hồi nãy chị nghe nói là em có hoạt động đoàn ở trên phường, rồi bây giờ là mình có bán hàng online nữa hả Cưng? Dạ, hồi trước thì em còn làm ở xã, em làm bên đoàn thanh niên. Nhưng mà do là tình hình kinh tế với lại là gia đình thấy cũng đi nhiều quá nên gia đình cũng kêu nghỉ. Chị cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình mình cũng hơi khó khăn một chút ha. Nhưng mà không sao cả, em rất là trẻ nè, chị thấy em rất là năng động, rất là giỏi luôn. Thì chắc chắn là cuộc sống của mình sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Rồi bây giờ chị chào Tuyển nha. Với Tuyển thì Tuyển thấy là bản thân mình là có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em thì em không rõ nữa, mà điểm yếu của em thì chắc là do anh nói là kém, nhát gái. Nay có chị Tường ủng hộ, ráng nói lên chứ bây giờ im ru là không ai hiểu mình gì đâu mà người ta làm quen với mình. Mạnh mẽ lên. Rồi cái hoàn cảnh của gia đình em như thế nào, em chia sẻ một chút coi, mình đang sống với ai, nhà có đông anh chị em không? Nhà không đông, mà gia đình em thì có ba mẹ, em và em trai. Rồi. Em đang sống cùng ba mẹ. Hồi nãy chị nghe là em ngủ luôn ở cây xăng mà, nhà mình có gần cây xăng không? Dạ, nhà em cách cây xăng chỉ 3 cây rồi. Có 3 cây rồi. Giờ này dịch quá, ít về chị. Là do dịch nên mình mới ở ngủ lại cây xăng luôn, ăn uống nó luôn, chứ bình thường thì mình sống ở nhà đúng không? Bình thường thì ngày em chạy về 2-3 lần. Hiểu rồi. Mình nhìn quay với cặp đôi màu xanh nè, để đôi hai bạn này nôn nóng lắm rồi nè. Phong ơi, nhà mình là ở Nha Trang, còn bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh là đang sống nhà của cô đúng không? Dạ, dạ, của dì ạ, dì mua ạ. Dì họ mua cho mấy cháu ở. Rồi bây giờ chị hỏi thiệt là sau này mình định hướng đó, nếu mà mình lập gia đình lấy vợ đó, là mình sẽ sinh sống ở đâu nè? Em định hướng là sau khi lập gia đình lấy vợ thì em ở thành phố ạ. Rồi mình có cái kế hoạch gì? Đang cố gắng. Mình đã quyết. Hiện giờ đang cố gắng phấn đấu để mua nhà cho thành phố Hồ Chí Minh nè chị. Vậy chị cắt kế hoạch là mấy năm? Chắc khoảng 3 năm. Thế thì nhà mình ở quê đó, là hoàn cảnh gia đình mình sao? Rồi bây giờ em đi làm là em tích góp dành dụm cho bản thân mình để sau này mình trụ lại ở thành phố, hay là giờ mình có phải gánh nặng rồi nuôi cha nuôi mẹ hay nuôi anh nuôi em gì ăn học gì nữa không? Ở trong gia đình em thì chỉ có em ăn học đến nơi đến chốn thôi. Và cái công việc của em nó tương đối ổn định, và thu nhập thì cũng dạng khá. Thì hồi xưa thì ba mẹ nuôi mình, thì bây giờ ba mẹ lớn rồi không có kiếm đồng ra đồng vô, thì bản thân em vẫn chu cấp, dù mẹ em vẫn còn là mẹ em làm công nhân. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy mình báo hiếu lúc nào thì mình cứ báo hiếu chị ạ. Cho tôi hỏi sơ sơ, cái dịch có bị ảnh hưởng công việc không? Nói chung đại dịch Covid này thì ai cũng ảnh hưởng giống nhau hả chị. Nhưng mà quan trọng là nhiều ít thì bên cái ngành của em thì cũng có ảnh hưởng, nhưng nó cũng ít thôi chị, chứ nó không có nhiều. Tại vì giáo dục em có thể dạy online được chị.
Giờ có thể tiết lộ nhẹ cho chị Tường không, là ví dụ như cái lương của mình trung bình là khoảng tầm được bao nhiêu không? Để vừa mua nhà, tôi nghe mua nhà to lắm, mua nhà chỗ tôi, chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm mới mua được cái nhà đó. Thì theo thứ tiền là chị to thì mình mua to, nhỏ thì mình mua nhỏ thôi chị, chứ không có còn phải vài cầu toàn vậy. Còn cái việc mà mức lương thì hiện giờ thì cũng trên 20 triệu một tháng chị. Trời ơi, vậy là quá cao luôn á. Trời ơi, mùa dịch này mà ông ở nhà mà ông làm được lương mà 20 triệu một tháng là ông đỉnh đỉnh của thiên hạ luôn rồi đó. Ủa rồi mình nhà đông anh chị em không? Hiện tại thì nhà em thì có 4 anh chị em, nhưng mà hai anh đầu thì có vợ, có gia đình, có nhà riêng, còn em gái thì lấy chồng ở Nha Trang chị, có mình em ở thành phố rồi chị. Điểm mạnh thấy cũng nhiều rồi đó. Bây giờ bản thân mình thì mình có cái khuyết điểm hay có cái tật xấu gì không nè? Thì tính tình của em nó thẳng thắn lắm chị. Có sao em nói vậy à, bộc trực lắm chị. Bạn gái rồi lúc trước em cũng có quen, nhưng mà do em công việc em nhiều quá. Tại vì lúc đầu tiên á thì em lo dạy không à, em chỉ lo sự nghiệp em là chính. Còn cái chuyện trai gái em có để ý. Khi mình quảnh lại thì mình cũng đã hơn 30 rồi chị, nên cũng thấy giật mình, nên cũng mạnh dạn đăng ký thử cái chương trình. Biết đâu thì có cơ duyên kiếp lôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cô gái cuối cùng của ngày hôm nay nè. Cô gái ngồi ở ô cửa màu xanh nè, Trà Giang. Điểm mạnh của em á, thì cũng giống như bạn Nam lúc nãy là cũng khá là thẳng thắn, thật thà. Và có cái gì rõ ràng, em lúc nào em cũng muốn rõ ràng trong mọi việc hết. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà nấu cũng bình thường thôi, cũng không có ngon lắm. Em khá là độc lập, với lại biết tự chăm sóc bản thân mình. Trước đây thì em cũng không có ở gần ba mẹ, nên là thời gian đó thì em cũng tự lập một mình em. Ủa tại sao không sống cùng ba mẹ? Lúc mà học cấp 2 và cấp 3 thì em ở nhà cô. Khi mà lên đại học thì khoảng 7-8 năm thì em ở đây ạ. Sao tại sao ở với cô mà không ở với ba mẹ? Dạ tại vì gia đình em thì ba mẹ cũng hay gây gỗ với nhau á. Ba em cũng thường xuyên nhậu nhẹt á. Mẹ em sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em, nên là cho em ở nhà cô em suốt tầm 10 năm. 10 năm như vậy luôn? Nhưng mà ba mẹ là vẫn sống chung với nhau? Dạ vẫn sống. Cuối tuần thì em về chơi, còn trong tuần thì em ở nhà cô. Trời ơi, ai cũng có hoàn cảnh hết trơn nha. Em ở một mình cũng quen rồi, em thấy khá là thoải mái, nên là khi về nhà thì em cũng không còn thấy thoải mái nữa. Thế bao lâu mới về quê một lần? Lúc trước còn đi học thì tầm vài tháng thì em về một lần. Còn bây giờ đi làm thì khi nào có thời gian rảnh mới về. Thế thì bây giờ là mình có một số những cái thông tin về các bạn. Bây giờ Tường muốn là sâu hơn một chút xíu, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình yêu ha. Hôm nay chủ đề chính của mình là tình yêu mà. Để mình kết nối về cái lương duyên đúng không? Quay trở lại với Yến nè. Mình kể một chút xíu về tình trường của mình ha. Em có bao nhiêu mối tình rồi, và cái mối tình nào mà em đã trải qua mà gây cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Thì em đã trải qua ba mối tình, mà cái mối tình mà khiến em khắc cốt ghi tâm và đau lòng nhất là mối tình thứ ba. Chia tay là do đối phương và áp lực do gia đình ngăn cấm. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Dạ cũng được nửa năm. Ai là người chủ động nói chia tay? Anh ấy nói chia tay ạ. Anh ấy nói chia tay, mà em có tìm hiểu nguyên nhân chính cái mâu thuẫn của hai người là cái gì không? Chắc là do gia đình xem trọng môn đăng hộ đối. Lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em buồn nhiều không? Khóc nhiều lắm. 3 tháng đầu là giống như là người sắp chết. Cái này chị nghĩ rằng là có phải là em bị tủi thân, mình chạm vô cái lòng tự trọng của mình đúng không? Dạ thì nói chung là thì mình cũng nghĩ tới gia đình, với lại mình nghĩ mình phải yêu thương bản thân mình nhiều và yêu thương gia đình mình nhiều hơn, tại vì gia đình mình không bao giờ rời xa mà bỏ mình. Thật ra đối với chị thấy rằng là nếu mà sinh ra mà đã sung sướng sẵn thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi mà mình sinh ra, dù cái gì cái cuộc sống của mình nó có khó khăn, hoàn cảnh mình nó có khó khăn, nhưng mà mình đã vượt lên được những cái khó khăn đó mà mình vẫn phát triển tốt, thì cái đó là mình phải đáng quý, đáng trân trọng. Rồi em sẽ tìm được một cái người đàn ông mà họ hiểu được cái giá trị của em. Cho nên là không có buồn vì những cái chuyện đã qua nữa. Bỏ nha, không mới mốt nhắc tới là không có khóc gì nữa, coi như nó qua cuộc đời mình rồi, đi qua luôn. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người là bạn trai là người như thế nào nè? Nghề nghiệp ổn định và không gia trưởng. Biết quý nghĩ, biết hiểu cho em. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích con trai hút thuốc. Tuyển, em có hút thuốc không? Dạ em có chị ơi. Trời ơi, đi bộ đội mà còn hút thuốc nữa, bỏ đi. Bây giờ qua với Tuyển nè. Tuyển thì tình trường của mình như thế nào? Tuyển, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đó là em chưa có mối tình chính thức nào chị ơi. Wow, 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết nha. Vậy là còn zin 100% như tờ giấy trắng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Hèn chi ổng nhát thấy sợ luôn. Rồi bây giờ ông không có tình cờ, không có kinh nghiệm gì hết trơn. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái rồi sao nè? Ví dụ ngày hôm nay là chị giới thiệu được cho mình người bạn gái, thì bây giờ theo em thì giờ ở Tây Ninh nè, mình hẹn hò là mình sẽ đưa bạn gái đi chơi ở đâu?
Em cũng ít đi chơi lắm chị ơi, hầu như là không có đi chơi luôn chị. Nếu em ở Sài Gòn là chị chỉ em rồi, chứ bây giờ em ở Tây Ninh chị đâu có biết. Tây Ninh thì chỉ có đi núi Bà Đen. Núi Bà Đen xa hơn ừ. Tàu. Rồi giờ tôi hỏi nhỏ một câu nữa nè, biết hôn không? Hồi đó giờ có hôn ai chưa? Có hôn người phụ nữ nào chưa? Dạ chưa chị ơi. Rồi biết hôn không? Cái này em không rõ nữa. Trời ơi không rồi làm sao? Trời ơi gì mà ngại đỏ mặt vậy? Rồi làm sao bây giờ có bạn gái rồi làm thế nào? Tại vì mình là thanh niên mình phải chủ động chứ, không lẽ cô gái sao cô chủ động? Rồi em nhát như vậy rồi rủi gặp cô gái cô cũng nhát nữa rồi làm sao tiến tới? Tùng ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị các bạn. Trời ơi em cứu hồn tuyển cái coi. Trời ơi làm mất mặt đàn ông quá tên Tùng. Dạ chắc bạn đấy đi bộ đội môi trường nam nhiều quá, đôi lúc mà cũng không có giao lưu tiếp xúc nhiều với những bạn nữ. Hoặc là do cái tính của bạn đó nó trầm lặng với lại ít cái giao tiếp nên đâm ra bạn đó nhút nhát thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên, biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên, biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ tự tin lên nha Tuyển nha, không có gì ngại ngùng hết. Đó là bản lĩnh, đó là cái con người đàn ông là nó phải như vậy. Nào bây giờ nghe anh Tùng nói nè, anh Tùng ghê lắm, anh Tùng tình trường sao anh Tùng? Thì nói chung thì em có 2 mối tình chính thức chị. Còn không chính thức là bao nhiêu? Không chính thức là sinh viên nước trời rớt em nhiều lắm, em cũng không biết. Rồi ok. Thế thì hai cái mối tình đó, cái mối tình nào mà gây lại cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Cái mối tình mà gây cho em nhiều ấn tượng sâu đậm và nó đau khổ nhất là mối tình đầu tiên chị. Tại vì cái mối tình này thì em gặp cô ấy trong cái giai đoạn là em dạy cô ấy ở trung tâm. Thầy giáo dạy học trò của mình hả? Dạ. Ngồi cái công tác mà ngồi em công tác ở trường thì em còn dạy một cái số chứng chỉ quốc tế ở những cái trung tâm nữa chị. Thì đầu tiên thì em gặp bạn đó, ấn tượng bạn đó là cái dầu thơm của bạn đó. Thứ hai là cái khuôn mặt của bạn rất là dễ thương. Thì em cứ dạy mà em cứ đĩa biết rồi chị. Ồ cái thầy giáo không lo dạy, thầy giáo cứ lo hửi Em thì đứa đây công việc chị. Nhưng mà ý là mình hơi chú ý đĩa bạn đó một chút vậy. Sau khi em dạy bạn đó xong thì bạn đó cũng hay mua bánh cho em lắm vậy. Có nghĩa là em nói thầy, em tặng thầy cái này, em tặng thầy cái kia. Thì năm đó em khoảng 24, 25 tuổi ấy chị, là em mới bắt đầu yêu. Sau này em tìm hiểu ra thì em mới biết một cái sự thật rất là bất ngờ, đó là bạn ấy có gia đình rồi. Nhưng mà bạn ấy giấu em. Bạn ấy mới có ly thân chứ chưa ly dị. Thì em rất là đau khổ, em rất là buồn và em khóc luôn anh chị. Lần đầu tiên em khóc luôn, em hát trước mặt bạn đó luôn anh chị. Là có nghĩa là quen với em một thời gian nửa năm mà em mới phát hiện là bạn đó là có chồng rồi. Quan niệm của em khi em quen á là em tôn trọng đối phương lắm chị. Em không có soi mối cái chuyện đời tư. Tại vì khi mình quen thì mình cũng chưa là gì của nhau. Khi nào mình là vợ chồng thì mình mới gò bó, nên em đỡ bạn đó thoải mái lắm chị. Sao em phát hiện là khổ tự thú lộ. Lúc em dạy thì em có bạn đồng nghiệp, nó nói là Tùng Tùng ơi, hình như tôi biết nó có chồng hay sao quá. Xong cái em hỏi sao mày biết? Bạn nó tôi thấy nó đeo cái nhẫn, thấy không? Mà không phải là cái nhẫn mà cái nhẫn vàng nha chị, mà cái nhẫn mấy bạn nữ hay đeo á, nhưng mà đeo con trỏ út quá chị. Đeo cái món đó mà bạn nó đeo 2-3 cái luôn. Em nghĩ là gái mà ai mà không đeo giống nhau, mày đen nghi quá. Xong em mới vô Facebook để em tìm, nhưng mà xui một cái là khi em kéo xuống đến cái hình cuối cùng mà bạn đến hôn thì em lại không kéo. Giờ ơi đất hỡi cho em lại quay lên lại mà em kéo xuống một chiếu là em đã thấy nào. Không có sự kiên nhẫn. Rồi cuối cùng em cũng mới nói với gia đình. Nói chung gia đình em cũng dễ lắm chị, một đời chồng hai đời chồng cũng quan trọng chị, nhưng mà quan trọng là mình sống, mình hiểu và mình biết, mình thông cảm cho nhau là được. Em cũng không quan trọng cái chuyện đó chị, quan trọng là hai người thương nhau thật lòng là được chị. Thì em có nói với bạn đó là thôi khi nào em xong thủ tục rồi anh em quen chính thức, chứ bây giờ mình đang vi phạm pháp luật hôn nhân, một vợ một chồng. Thì em cũng tìm hiểu về pháp luật, em biết cũng biết chuyện đó, nhưng mà bên đó họ thì là họ không có biết khi nào bên kia là xong, có nghĩa là cái thời gian họ là họ không có biết chị. Có nghĩa là không xác định được. Ví dụ nhà không có ly dị. Rồi, dạ, hiểu. Đúng rồi. Khi nào xong thì họ cũng không biết nữa, thì em đâu có biết. Mình phải cho một cái khoảng thời gian cụ thể. Còn đây bên đó họ không biết, sao bên đây mình biết được? Thôi em chia tay luôn chị. Đó là đau khổ lắm vậy. Thề một lần đau với chị. Muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đừng cái gì cũng biết, mà biết điều là không biết là em không thích rồi đó. Có cái tiêu chuẩn không? Bên ngoài như thế nào không? Biết đều. Thứ hai là dễ nhìn. Thứ ba là có công việc nhưng mà không còn dễ nhìn là tiền thằng phải... nào? Là mình thấy được thôi chứ em không cần phải xinh đẹp lắm chị. Quan trọng em rồi. Đánh giá cao là người tính tình thôi chị. Chứ còn bờ ngồi thì mình có thể đập xây lại mà được mà chị. Đập xây lại hả? Thầy đúng rồi, mình có điều kiện mà. Mình đập xây lại được mà.
Trời ơi, nghe anh Tùng nói mà Giang cười quá trời cười luôn kìa. Em thấy anh Tùng nói chuyện rất là vui tính. Rất là vui ha. Cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Mối tình sâu sắc nhất là cách đây 2 năm. Quen nhau được tầm gần 2 năm và chia tay gần 2 năm. Cái mối tình cũng như thế nào? Thời gian đó thì nói chung cũng rất là vui vẻ. Nhưng mà sau đó cảm thấy là bạn nam quan trọng vẻ bề ngoài của em quá. Trên gương mặt của em á, là trừ con mắt ra là những cái bộ phận khác là bạn nam đều chê hết. Trời đất ơi, chê mà chê sao chê thẳng luôn hả? Nói ví dụ một tóc chê. Em khô quá, da em nổi mụn. Chân mày thì lúc đó chân mày em không ít có chân mày. Rồi răng không đẹp. Nói chung là rất là nhiều. Đỉnh điểm là cái lúc mà ảnh chê em là ba vòng như một. Em tức quá. Xong là tự nhiên mình nhìn lại là không biết là anh đó yêu mình ở điểm nào. Em không tìm được cái câu trả lời đó. Nên là từ từ là em cũng dần hết tình cảm và chủ động chia tay. Trời ơi, sao duyên dáng dữ vậy trời. Yêu tao yêu nữa thôi chia tay chứ làm gì mà chê con tay trời. Trời đất ơi, con tao cha mẹ sinh ra. Ủa mà khúc đó là em đã vào bộ môn yoga chưa? Dạ chưa, thì sau đó thì em mới... Bức quá không? Bức quá môn yoga phải không? Ừ đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ gặp lại bạn đó thì em không biết yoga là gì hết. À bây giờ mà gặp lại bạn đó là bạn đó dòm chảy nước miếng không? Bỏ ghét không? À em đâu gặp đâu chị. Giờ muốn gặp em cũng đâu được. Đúng rồi, muốn gặp mình đâu được, có đâu dễ vậy. Trời ơi, rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Người trung thủy nè, thành thật. Em không thích nói xạo. Nhiều bạn nghĩ là nói đùa, nói xạo cho vui. Chứ mẹ em không thích, không gia trưởng, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu ít thôi, thôi đừng có nghiện. Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt. Và sẵn sàng phụ giúp công việc nhà, trang sẻ công việc nhà. Bây giờ cho chị hỏi nè, nói chứ mình bị lúc đó chị biết là em cũng bị tổn thương dữ lắm khi mà có một cái người ta xúc phạm mình như vậy. Nhưng bây giờ mình đã khác rồi, mình thay đổi rồi, mình có muốn gửi gắm gì đến các cô gái để truyền cảm hứng cho các cổ không? Những bạn nữ thì nên chăm chút vẻ bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình. Tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Như vậy thì kết thúc cái vòng 1 này thì chúng ta đã thấy rằng là 4 bạn cũng đã chia sẻ hết những cái quan điểm của mình rồi. Và như vậy thì mình cũng đã hiểu nhau được phần nào rồi. Xin mời quý vị khán giả và 4 bạn tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến đến với phần 2, đó chính là phần mở cửa trái tim để cho 4 bạn ấy chính thức được gặp mặt và trò chuyện với nhau. Xin mời. Trời ơi, xin chào các bạn. Dạ, chào anh. Em ở Tây Ninh, ở thị xã ở thành phố Tây Ninh á, là em ở khúc nào á? Dạ, thành phố Tây Ninh nè, của xã Bình Minh á. Bây giờ 4 bạn đã chuẩn bị cho chị Tường là sẵn giấy viết để mà mình chơi game show chưa nè. Mình chơi một cái mini game nha. Phần game này để hiểu ý nhau nè, để xem là các bạn có hiểu được ý của nhau không, có cùng quan điểm với nhau hay không nha. Câu hỏi đầu tiên, bạn muốn tận hưởng tuần trăng mật tại đâu? A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. C. Đà Nẵng Hội An. Và D đó chính là Thái Lan hoặc là một quốc gia khác. Xong chưa? Xong rồi chị. 1, 2, 3. Xin mời cho xem đáp án. D, B, C, C. Ủa cuối cùng hai cô gái trùng khớp với nhau. Còn hai chàng trai thì chết quốc. Vậy là bây giờ coi như là Giang với Yến đi cũng tuần trăng mật chung với nhau đi cưng. Còn hai bạn nam đó thôi ở nhà luôn đi. Chúng ta không có một cái sự trùng khớp nào ở đây cả. Không có một cặp đôi nào trùng khớp ở đây cả. Không sao. Thua keo này bài keo khác. Có 5 câu thôi nha. Ráng tìm kiếm sự tương phùng nha các em. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai. Sau hôn nhân, vợ chồng bạn sẽ ở đâu? A. Làm dâu nhà chồng. B. Người chồng ở rể. C. Sống tạm nhà người quen. Và D. Nhà riêng của hai vợ chồng. 1, 2, 3 đưa lên. Trước tiên là mình có một cái cặp đáp án trùng khớp là Giang với lại là Tùng, đợt này trùng khớp với nhau rồi ha, đều là D ha. Và trong đây thì anh Tuyển của mình là cũng chọn D luôn, là ở nhà riêng của hai vợ chồng. Nhưng mà có Yến thì cho tôi hỏi một chút xíu. Yến, tại sao em lại chọn đáp án là B? Dạ tại vì nếu là cùng ở Tây Ninh á thì em chọn ở rể, còn hả mà ở khác tỉnh á thì em mới chọn là sống riêng hai vợ chồng ạ. Trời đất ơi, nhưng mà giờ cuối cùng là em thích chọn cái nào? Hồi nãy tôi hỏi á, thích như quen ai á, có thích quen ở Tây Ninh hay không thì cổ lo cổ thích quen với người ngoài tỉnh khác. Rồi bây giờ tới hỏi cổ muốn ở đâu thì cổ lại muốn người ta mắc rễ. Như vậy là giờ cổ muốn ở nhà cô hay là cô muốn qua nhà chồng ở?
bạn ấy muốn ở rẻ. Trời ơi là trời, tôi chán bạn ghê luôn. Cái cặp đôi này tôi thấy hơi mệt rồi đó nha. Trời, không có chính kiến gì thay đổi hoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba nha các bạn. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ngoại tình? A. Đánh ghen, nhắn tin hăm dọa. B. Chia tay ngay lập tức. C. Níu kéo và mong người ấy thay đổi. 1, 2, 3. Xin mời cho đáp án. Cái gì đâu, hai người kia đâu. C. Vậy là có ba bạn C và chỉ có một mình Yến là chọn D thôi. C có nghĩa là từ từ, C là níu kéo và mong người yêu thay đổi. Trời ơi, mấy bạn rộng lượng quá ha, tha thứ ghê ha. Trời ơi, còn D ghê nữa, bà Yến còn ghê nữa. Chọn là cái trả thù vậy Yến. Tại vì xưa giờ em quen hai là em quen chung thủy lắm. Nếu mà em bị như vậy là em sẽ tìm một cách trả thù. Mà không phải là trả thù một cách gây cú gì. Nói chung là mình chỉ trao dồi bản thân mình cứ sống tốt hơn, mình cứ vui vẻ, thoải mái bình thường vậy đó. Khi mà mình còn ghim người ta trong lòng mà một quyết chí mình trả thù người ta, mặc dù là trả thù theo cách nào, thì cái người khổ đầu tiên là mình nè. Thí dụ như mình nó chê mình xấu, thấy không? Mình phải cố gắng mình đẹp lên, mình trả thù nó. Chi cực vậy, mình đẹp lên để mình tìm anh mới, chứ không phải mình đẹp lên để mình trả thù với thằng kia. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ nó chê mình nghèo nè, mình phấn đấu nè, mình thoát nghèo nè, mình giàu hơn nè, để mình hướng tới cái tương lai mình tốt hơn, chứ không phải mình giàu hơn để mình trả thù người kia. Cho nên là đừng có suy nghĩ như vậy, bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cái đó nó không có khả, nó không có tích cực, nó làm cho cuộc sống của mình nó u ám. Đừng có ôm thù hận chi nha Yến nha. Cái này là lời khuyên chân tình của chị Tường đó. Bây giờ tôi hỏi cái người đàn ông ít nói nhất nè, Tuyển nè, tại sao em chọn là níu kéo và mong người ta thay đổi? Tại vì mình muốn cho người ta một cơ hội đó chị. À ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ tư. Ồ, như vậy là tôi thấy nãy giờ cặp đôi ô cửa màu xanh là trùng khớp với nhau là được đó nha. Nãy giờ tôi thấy mấy ý trùng với nhau rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư của chương trình. Tiền lương của chồng đưa vợ bao nhiêu là đủ? A. 100% mỗi sáng vợ đưa ít tiền cà phê. B. 70% còn chi phí cá nhân của chồng, chồng tự lo. C. 50% mỗi người một nửa. Và D. 30% mỗi người. 1, 2, 3, xin mời. A, B, C, C. Rồi, chúng ta có một cặp đôi, đó là hai bạn nam. Hai bạn nam trùng khớp ý kiến với nhau, đưa vợ 50% thôi. À, giờ tôi mới hỏi ông Tùng là tại sao là chọn đưa vợ 50%? Em á, thì làm ra đồng tiền á, thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lần mình có công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì mình nên, hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tại vì công việc đặc thù, ví dụ như ai làm ra nhiều tiền á, thì người đó có thể quyền giữ lại. Nhưng quan trọng là mình không có làm gì sai trái đối với vợ mình, thì chắc nghĩ người đối phương thì cũng không được đồng ý thôi, chứ không có gì hết trơn. Thế còn Yến sao muốn chồng đưa hết 100%? Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như thế lương lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cùng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Khi nào chồng cần thì nói vợ thì vợ sẽ cho, vợ sẽ đưa, chứ đâu phải là nắm là lấy hết, chứ đâu phải là không cho chồng đồng nào. Mặc dù nghe hơi kỳ nhưng mà nếu tôi cũng thích thì chọn ý kiến của Yến là tôi cũng bắt chồng tôi đưa hết tôi 100%, rồi cần gì thì tôi chi lại. Chứ còn đàn ông mà có quỷ đen tôi sợ lắm. Nhưng mà thật ra lý tưởng á là 70% là hợp lý nha. Đúng rồi, chồng là có thế nào là cũng có quỷ đen hả chị? À, không có đâu, nói chứ đó là mình chỉ ước mơ thôi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhưng mà tôi xin chốt lại nha, thường thường cái chuẩn, cái mẫu cái chuẩn đó là thường chồng đưa vợ bà 70% là tôi thấy ổn nhất, là hợp lý nhất rồi. 30% là để xài cá nhân, chứ còn ông đưa có 50 là ít quá nha hai ông đàn ông kia. 50 là ít quá, 50 làm sao vợ, 50 làm sao mà quán xuyến nổi nguyên cả gia đình, rồi vì con cái học hành này kia. 30% là đi giao lưu với cá nhân là nhiều rồi, 70% là lo cho vợ con với gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Phụ nữ sau khi kết hôn nên làm việc hay lui về hậu phương? A. Kiếm tiền quan trọng, thuê người chăm việc nhà. B. Làm đủ lương, cân đối việc nhà. C. Hy sinh sự nghiệp, chăm sóc gia đình. Nó chỉ có 3 đáp án thôi các bạn. 1, 2, 3, xin mời đáp án. Wow, lần đầu tiên trong lịch sử 4 người tham gia chương trình trả lời cùng một đáp án là B. Chúng ta đã trải qua như vậy là 5 câu hỏi, mà có câu số 5 này nó rất là đặc biệt.
anh rất là đặc biệt. Bây giờ tôi bắt cái ông ít nói nhất, ông nói nè, tại sao em lại chọn cái đáp án đó là B? Tại vì em nghĩ việc nhà cũng cần, một việc mình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần nói vậy, nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Đúng rồi, hai người một cái móc chèo, một cái chiếc ghe mà hai cái người cùng chèo thì bao giờ nó cũng nhanh hơn một chèo. Chứ bây giờ vợ cứ ở nhà rồi dựa vô chồng hết, rồi đến lúc chồng có cái gì đó nó trục trặc thì cũng khó. Cho nên người phụ nữ hiện đại là mình 50-50, mình chu toàn hết ha. Bây giờ nè ha, chị kết nối với năm cái câu hỏi vừa rồi, tại bốn người mình chơi chung mà. Tùng với lại là Giang đã trùng khớp với nhau được 3 câu. Yến với Tuyển trùng khớp với nhau được 2 câu. Mà trong này chị thấy là Giang với Tuyển cũng trùng khớp với nhau được 3 câu luôn. À, rồi Giang là trùng khớp với hai chàng trai, còn Yến và Tùng thì chỉ trùng khớp với nhau có 1 câu thôi, đúng chưa? Đó, chúng ta có những cái chỉ số như vậy để các bạn tham khảo thêm nha. Thì trước khi mà bước vào cái khoảnh khắc mà để quyết định thì Tường muốn, chị muốn hỏi các em thêm một lần nữa. Bây giờ hồi nãy giờ mình tham gia nhiều rồi, trò chuyện với nhau nhiều rồi, bây giờ là đến cái lúc mà chúng ta có thể lắng động lại một chút, nói về cái tình cảm với cái suy nghĩ của mình khi mình tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Chị sẽ muốn mời Tùng nói trước, bởi vì chị thấy em là một người khá là thành đạt và lưu loát. Thì bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay, đến giây phút này, trong lòng em có những cảm xúc gì, suy nghĩ gì, em có muốn gửi gắm lời nào đến ai trong chương trình ngày hôm nay hay không, hay là em muốn cái gì em nói? Tại vì sau khi mỗi người chúng ta sẽ nói về cái cảm xúc chúng ta một chút xíu là chúng ta đi đến phần quyết định luôn rồi, cơ hội để thể hiện là ngay lúc này. Chị mời Tùng. Thì em tham gia chương trình này thì cái cảm xúc đầu tiên em rất là hồi hộp, mặc dù thì em đã dạy rất là nhiều sinh viên, đứng cũng trên bục giảng cũng nhiều và đứng trước công chúng cũng nhiều, nhưng mà đây là chắc là chưa, có lẽ là chương trình đầu tiên em tham gia với chương trình truyền hình trực tuyến như thế này. Thì em thấy ba bạn cùng chơi thì mỗi bạn cũng có một cái điểm mạnh riêng, và cái mong muốn của em thì sau này em và bạn nào đó nữa thì có tiến tới hoặc là có quen biết thì mình cũng mong muốn, nhưng mà xa hơn thì là hôn nhân, thì cũng hơi là dành dụm trang trải cuộc sống về có thể là mua một cái nhà nào đó nếu mà bạn đó thích ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh khác thì em thua đó, tại vì công việc của em nó đặc thù là ở thành phố rồi nên em không có thể đi đâu được chị. Ví dụ như mình lựa một cái đối tượng mình yêu nhau để mình tiến tới hôn nhân thì em có những cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào không? Dạ, thì khi mà tìm hiểu thì em thì mong muốn đối phương tôn trọng cái quyền riêng tư, còn cái chuyện mà tiến tới hôn nhân thì ok, thì lúc đó mà vợ chồng thì mình cứ thoải mái thôi. Em thì tôn trọng đối phương lắm chị, em không có còn soi mói cái chuyện mà nhắn tin với ai, Facebook với lúc chứ nếu mà người ta hỏi thì em đưa, còn thích thì thôi, còn cái chuyện mà em người ta có đưa em không thì em cũng không quan tâm đâu chị. Cảm ơn suy nghĩ của Tùng nha và quan điểm của Tùng nha. Dạ. Thế thì còn Yến, quan điểm của em là như thế nào? Em thì tuy sống ở nông thôn thì thích cuộc sống ở thành thị, nhưng mà em cũng không có quan trọng là lấy chồng xa gần, nhưng mà chủ yếu là người đó hiểu chuyện, người biết trên biết dưới, cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình, được gia trưởng là được. Với lại ví dụ như giờ cũng không biết là có thành với nhau hay là không, như là cứ ví dụ như mình có gặp ở ngoài á thì mình cũng vẫn vui vẻ gặp nhau và đi uống nước như gì như tình cảm anh em, thì chứ đừng có nên là ghét nhau hay là nói xấu nhau này kia. Quan điểm tình yêu của em như thế nào, em muốn như thế nào? Nếu mà yêu chân thành thì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chứ đừng có mà gian nan rồi bắt đầu nản rồi từ bỏ. Gian nan là nản là bỏ không được ha. Rồi, thật sự bây giờ chị hỏi lại một câu cuối cùng nè. Em muốn tìm chồng ở Tây Ninh hay là ở những tỉnh khác? Nó nói là một câu ngắn gọn nè, nãy giờ 2-3 lần là hơi khác nha. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ đi. Em thì ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được phải không? Chắc chưa? Hồi đầu em đăng ký với chương trình là em muốn là lấy cái người ở gần để mà chị dễ tiền chăm sóc cho cậu, chăm sóc cho mẹ. Sao bữa nay đổi ý rồi? Em không có quan trọng là xa hay gần chị. Thật sự thì nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ ha, năm đứa mình nha, trò chuyện với nhau cũng khá nhiều thông tin rồi. Mặc dù đây là online, các bạn chưa thể nào mà đo được cái cảm xúc của mình nó chính xác được đâu, nhưng mình đều là những người trưởng thành, mình cũng đã hùm được mình đã có cái tình ý với ai hay không, có cái thiện cảm cảm tình với ai hay không thì cũng đã nhen nhúm trong lòng mình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua vòng 3 của chương trình, đó là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của chị Tường thì quý vị hãy đưa cho chị Tường xem cái quyết định của mình. Thích kết đôi với bạn ở ô cửa màu nào thì đưa cái nửa trái tim màu đó lên nha. Còn không thích ai hết, đưa mặt cười lên.
Rồi, suy nghĩ thật kỹ, lắng động. Bây giờ tôi xin mời tất cả nhắm mắt lại. Và tôi sẽ đếm ngược đúng 5 giây các bạn đưa lên. Xin mời nhắm mắt. 5 4 3 2 và 1. Những bạn nữ thì nên chăm chút vẻ bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình. Tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Thì làm ra đồng tiền á, thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lòng mình có con công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì mình nên hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như cái lương lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cùng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Mà nghĩ là việc nhà cần một việc tình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần nó vậy, nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Xin mời. Wow, trời, bà đã tìm màu xanh luôn, bà đã tìm màu xanh luôn, có một cái mặt cười màu đỏ thôi. Như vậy thì chúng ta chỉ có một cặp đôi duy nhất của ngày hôm nay, đó là cặp đôi ở ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho Thanh Tùng và Trà Giang. Rồi, thế bây giờ chị muốn hỏi Yến một chút xíu. Sao Yến lại đưa mặt cười vậy Yến? Em chưa rung động, với là muốn nghe trái tim mách bảo không? Thế còn Tuyển thì sao? Tại sao em lại đưa trái tim màu xanh? Dạ, tại vì em thấy hoàn cảnh của bạn Giang cũng như là cái quan điểm của bạn ấy giống em. À, hồi nãy trùng khớp nhau tới 3 câu lẫn mà đúng không? Nhưng mà thôi, trong cuộc sống thì mọi thứ là cũng phải có một cái sự là gọi là nó phải kết nối, nó phải dính được với nhau. Nhiều khi mình như vậy nhưng mà cảm xúc của mình chưa có truyền cái điện được tới người khác, thôi thì mình sẽ gặp may mắn lần sau nha. Chị Tường chúc cho Tuyển và cho Yến sẽ sớm tìm được một cái nửa yêu thương của mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Và bây giờ thì chị Tường xin chúc cả bốn bạn luôn chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe nè, sẽ có những cái thành công trong cuộc sống của mình và ai cũng sớm đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng chị Tường cũng như là tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã kết đôi được có một cặp thôi. Như vậy là cũng như đầu tiên Tường chia sẻ rồi, được một cặp thành công như vậy là cũng mừng rồi đúng không quý vị? Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và Tường xin chia sẻ phần quà của các bạn như sau. Cặp đôi mà không thành công thì nhãn hàng bột giặt Joy cũng sẽ dành tặng cho các bạn mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1 nha. Và phần quà tặng dành cho cặp đôi bấm nút thành công, chúc mừng hai bạn trở thành một cặp. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng Joy hân hạnh tặng một bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và đặc biệt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho hai bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí.